Ok, hello tất cả các anh em trên nào. Chào mừng tất cả đến với DML ngày thứ 977 của mình. Và hôm qua thì đã có cái Black Market chợ đen đã nhóm lên đó. Ngày hôm qua và mình mua mình chỉ dùng 100 bí kíp võ công để mua 3 chai Fury nha. 100 bí kíp võ công mua 3 chai Fury. Và tốn 300 bí kíp võ công được 3 chai Fury đó nè. Còn mấy cái này thì mình không có mua. Này là 55 rim, ổ 75 rim. Được 10 mảnh của con Skararan và 2,5 triệu. 2,5 triệu con. Còn mấy cái này thì không mua luôn. Rồi tóm lại chỉ mua Fury thôi. Ok, bây giờ trở lại với vấn đề cái con line. 1 giờ 21 phút nữa thì cái con rồng tháng của mình nó sẽ được hatching nha anh em. Nó sẽ được hatching. Bao nhiêu? 20 rim thôi. No. Rồi, trở lại với cái Berry Boo. Thực hiện Berry Boo thì mình đang ở level 8. Và hiện tại cái chỗ Rick á, thì chưa có luôn. Chưa có cái nào, vẫn là 0/12. Còn Fix là còn chỉ còn 2 lần thôi. Rồi chắc 2 lần này mình sẽ cho nó ăn đủ luôn nha. 1. Chưa nữa hả? Sao lâu vậy? Thích một lần nữa thôi mà. Kiếm con nào đây, con này level 13 nè. Rồi ok, 26 rồi. Vậy bây giờ mình chỉ còn Rick thôi nha anh em. Rick thì mình đang dính ở cái chỗ này. Mình sẽ cho nó 20 rim, tốn 20 rim và đã có được nó nha. Đây chính là con Remini Alpha. Đợi một ngày 22 giờ nữa hatching xong thì mình sẽ cho nó live với con Lý Lắc để kiếm con beta thôi anh em nha. Còn bây giờ trong thời gian chờ đợi nó hatching thì mình sẽ live con ok, mình sẽ live con Valor này. Mình live rất là nhiều lần rồi và mình không biết là con này thì mình cũng đã cho nó con Celestion này là level 30 luôn rồi và hình như nó cũng 3 sao hay rồi. Và cái con Legend này nè, cái con Legend này nó cũng đi vào 30 rồi mà tại sao nó không chịu ra mình không hiểu. Bây giờ mình sẽ like lại, người này cũng không like một tuần, có một tuần luôn. Ok, 8 tiếng vậy là thất bại. 8 tiếng thất bại nha nè. Từ phút thằng này sao mà nó bay ra rồi nó bay vô hoài vậy ta, bay ra bay vô tối ngày luôn. Rảnh quá. Ok, vậy là thất bại cái con Legend Valor rất là lâu rồi mà nó đi gì nó vẫn không ra. Ok, bây giờ mình sẽ còn Rick. 28 thôi, 28 bèo lắm. Sorry mấy anh em. Hiện tại thì 900 mấy chục ngày chơi game. À, đại mình hatching xong nữa thì mới có được cái con này của ông ta. Đâu rồi? Đây, như sự kiện này thấy nè. Nè, lại hatching ra thì mình sẽ có được cái con Deep Space ra rành. Đấy, display ra làm rất đẹp nha. Đại hatching con Remini chứ nữa là mình sẽ có được nó nha. Và tiếp đến là con Cancer cự giải. Đây, cự giải là con của tháng 6 nha. Cung hoàng đạo tháng 6 cái là cự giải. Và con tháng 7 thì Cominson. Và tháng 8 cũng Cominson luôn. Và cái chỗ Cominson chỗ này nữa, nó khi mà chúng ta có đủ bộ ba của nó thì do một con nào nó cũng giấu luôn rồi Cominson. Ở đây là Cominson. Trời,
Mình còn hai em lên dành này phải gì, mới hãy là hai hai em lên dành này cũng được, không mặc kệ đi, lai con qua lo trước thì tính tính, tại qua lo nó cho thời gian, qua lo thì nó cho mình thời gian là trong vòng còn có 3 ngày nữa thôi, bởi mình sẽ cố gắng lai nó trước. Còn cái con lên làm shop thì giờ nào cũng được, nếu mà rảnh rảnh thì mình sẽ lai được thôi. Ok, à ở đây, ở đây mình có thể giảm 1 giờ cho nó. Ok, giảm 1 giờ cho nó và trở lại đây một tí. Hiện tại là cái con Happy này là mình không biết khi nào mình mới like được nó, tại vì mình không có thời gian để like nó. Happy này, nếu mà like được nó thì mình sẽ có đủ con được con Snowbee, Snowbee này, có được nó thì mình là nó sẽ cho mình được cái con Verat, cái con Verat này. Có được nó là nó sẽ miễn phí cho mình thêm một con, nó có free cho mình thêm một con Verat nữa, gồm có Land, Water, Energy và Diamond là 67 cũng được. Mà hiện tại chưa có được con Happy. Còn mấy này thì đã có. Ok. Rồi, bây giờ qua bên đây. Mình được 331 trên 590 con rồng. Legend của mình thì hiện tại mình đang có 33 em Legend nha. Khi mà có được con Rimini Alpha nữa là 34, và ráng cố gắng lấy con ba beta nữa là sẽ được 35 nha. Mình sẽ mong mình sẽ lấy được con beta trong vòng còn khoảng 12 ngày cuối này, 13, khi mà hatching nó xong thì khoảng chỉ còn có 10 ngày cuối thôi. Hết chiên xong là giờ còn có 10 ngày cuối là để like nó. Mình sẽ cố gắng like rồi nó. Nếu mà có được nó là mình sẽ có được là 30 35 em ra dành nha. Đây mình có là Skeleton là con thứ nhất nha, Skeleton. Còn Rinder nè, Rindy. Con Rindy, con Cosmos, con Iron Fire, con BC Dog, con Deco, con Funad, con Firestar, con Phone, con Laser, con Chevalier, con Ice Spy, con Duck Eye, con Lily, con Alor, con này là con Amura không ta? Murano, và con này là con Kamai thì đúng rồi. Kamai rồi Siren, Voltes, Narvel, Titan, Riton, Blessy, Ria, Rumli, Rudian, Verdan, Vary, Radan, Rapmethan, Sumo, rồi Ares và con Taurus. Ok. Đấy. Mình đã nhớ được 33 em mà có hơi quên cái con quỷ này, con Murano. Murano mình quên, Murano con này con Alo biết rồi. Ok, mình nhớ tất cả những con legend của mình. Gì chờ gì ra tám cái gì mà sao mất tiêu trơn rồi. Gia Long An 73 hả? Hồ Chí Minh, Bình Phước. Hả? Ừ.
Rồi ok phải không? Rồi. Đấy đi dò đi, chừng nào chúng la Long An lên. là 73 đó hả? Long An 73 đó. Trời ơi, đang làm clip mà mấy bà kêu mở xổ số. Tưởng cái gì không mà ai về mở xổ số. Mệt nó cha mẹ hết sức chưa. Mà giá cho mấy bà trúng cho mấy bà có tiền cho mình. Ok, bây giờ trở lại đâu bây giờ? Này thì Rick còn 12 lần nhưng bây giờ còn 2 ngày mình gán rớt cho xong đó chứ. Kiếm cái con Blackberry nữa trời. Gán lấy được con này thôi. Còn cái con quỷ giờ Blueberry này thôi, không cần đâu, mệt quá. Mệt chết thì được lấy con Blackberry là mừng rồi. Còn cái chỗ sự kiện mà Rolandader này thì mình đang ở hạng thứ 758. Ô mà chuối. Machias, bà già hoàng khăn đỏ. Bà già hoàng khăn đỏ mình chưa có nữa. Đam mê có bao nhiêu? Đam mê bảo 70, bảo mạnh như trời. Bà già hoàng khăn đỏ mạnh ốc nổi chứ. Gồm có Fire Land Energy nha. Đam mê 70 bà già. Bởi vì anh ta gọi là gừng càng già càng cay. Bị bảo mạnh như trâu rồi phải. Để coi mấy đứa đứng đầu làm sao. Đủ 392 triệu khách sạn nha. Như là nó kêu mình kêu Ron hết nè. Ô mà kìa. Collect gold chứ. Mình sẽ qua nhận grip cái này. Bây giờ mình sẽ đi kiếm bí kíp võ công nha. Đây bí kíp võ công. Mình sẽ sử dụng nốt một cái vé mà qua màn. Giờ mình đang đợi khuyến mãi 22k này mà chắc hình như là nghe nói nó không có cho khuyến mãi nữa. Thường nó giống như là nó dụ anh em chúng ta nạp vậy đó, mấy cái lần đầu á. Lần đầu nó dụ chúng ta nạp thôi chứ mấy lần sau là sẽ không có cái vụ mà 22k trên Murim nữa đâu. Lúc đầu nó vậy thôi nha anh em chứ chắc nó không còn hoài đâu. Bữa hộp nó dạ nó khuyến mãi mà nó khuyến mãi toàn là thứ cao ở trên trời không à. Ok bây giờ quên nói bây giờ mình đi kiếm vô công xài hết trơn qua bên đây. No no. Đây con ra của mình đã lên level là 8 ổ 90 rồi, thằng ra vĩ đại mà nó đã full sao. Mình đã cho nó full sao ở clip ngày hôm qua rồi. Giờ nó chỉ quýnh là một hit thôi. Mình sẽ từ từ cho nó lên level 100. Bây giờ đang trong cái giai đoạn là không có sự kiện divide á, hay là sự kiện cách sổ gì nữa hết á. Thì mình sẽ cho nó lên level 100. Rồi sau đó là tới đây đậu phộng cái màn hình điện thoại của mình nó đang bị cái gì trời. Màn điện thoại của mình nó bị gì mà giống như ở trên nó có một cái lằn sọc xuống. Ồ. Cái bị hư, sắp bị hư hay giờ anh em ơi. Điện thoại mình nó sắp bị hư hết rồi.
thoại mình sắp bị hư rồi, không có tiền mà mua cái mới rồi, khổ ơi là khổ nữa. Gán 6 tháng nữa đi, mình trả góp xong rồi mình sẽ mua cái mới mới được. Phải đầu tư một cái máy hơi xịn một tí. Bây giờ hiện tại đang làm clip thì ngoài chơi game thì cái máy của mình nó nóng ở cái phần ở đây anh em. Còn bên góc này nè. Còn bên góc trái màn hình nha. Bên góc trái màn hình này, rất là nóng. Nè bên góc này nè, bên góc mà mình bấm vô con sumo nó hiện ba cái nguyên tố level 84 này, thấy không? Bên góc này của mình nó đang rất là nóng. Nóng hổi vậy. Bởi vì mình đang làm liếm và mình mở cái quạt nè. Cho cái quạt nó mát để cho nó giảm bớt cái nhiệt độ lên. Mình sợ mình cũng rất là sợ cái vụ mà đang chơi cái nó làm một cái bầm giống như mấy cái clip ở trên mạng nó quay hoài. Mà để mình cũng mớn á. Tại vì máy của mình cũng không có phải là máy xịn gì, nó cũng là máy made in China hay là Taiwan hay gì. Mình thấy cái màn hình là thấy hơi hơi bị giật tưng tưng rồi. Đấy, cái đầu tính tới đó. Hư thì khỏi làm clip luôn. Khổ luôn. Chịu rồi. Trời, mình đánh thất tinh luôn á mà mình vẫn đánh đam mê đỏ luôn á mà mình vẫn tiêu diệt được hết. Thì con gà của mình giờ nó quá mạnh. Còn 10 liver nữa thôi, gán lên 10 liver nữa thôi mày sẽ full, mày sẽ mát. Và sau đó sẽ tới sumo của ta. Mình nghĩ chắc cũng cỡ khoảng tháng 6, không phải tháng 6 mà cỡ cuối năm nay luôn mới có sự kiện Divine à. Level là vậy. Bởi vì mày ráng cố gắng cho mấy con 6 con của mình lên liver mát mát hết trơn mới được. Đánh hết chắc cũng được 7 triệu cuốn. Thank you.
rồi, chỉ còn một quyển mấy kiếp ở đây nữa giờ. Perfect rồi, không được perfect luôn. Perfect chắc được 28 tỷ nữa. Hết hay gì rồi. Rồi hết rồi. Còn hai chặng mình sẽ chiến mỏ vàng đi, lâu rồi mình chiến mỏ vàng chưa. Rồi có cái gì không? Rồi cái kiếm vô con xong rồi. Đây sẵn mình sẽ chiến hai mỏ vàng luôn. Mỏ vàng tôi có trên đi. Mỏ vàng cũng được. Sẵn là chiến 6 chặng arena luôn đi. Chiến 6 chặng arena thì mình sẽ up clip. Và những anh em nào đang ở trong sự kiện thì hãy cố gắng đi nha. Hoàn tất đi. Tại vì thường bây giờ mấy cái sự kiện này thì mình không có hoàn thành nổi, là mình đi làm á, mình đi làm cho gì của mình á, bởi vì là mình không có rảnh thời gian mà để làm sự kiện nữa, bởi vì là mình rất là sợ khi mà có sự kiện giống như Boss Challenge á, thế nào mình cũng sẽ không có hoàn thành được cái vụ Boss Challenge đâu. Lúc trước làm cho công ty thì mình còn có thời gian mà mình đi chuồng, đi luồn lách để hoàn thành mấy cái sự kiện, còn hiện tại làm cho gì rồi là cái thời gian nó hơi bị gò bó một tí. Không có rảnh rang được như trước nữa. Đậu phộng. Rồi luôn. Mạnh như trời. Nó hồi máu hoài trời. Nó thằng chứ. Mình chỉ rảnh là khoảng 3 giờ thôi. Từ 3 giờ tới tối mình sẽ rảnh nha. Còn từ 5 giờ sáng cho tới 3 giờ trưa là thời gian đó mình đi làm. Bận rộn cực kỳ. Vô RAM cũng hơi bị khó nữa. Ê, đậu phộng chưa gì hết, bấm đổi rồi tào lao. Bấm lộn, ối lộn nó đổi luôn mà. Còn một chặng cuối nữa là mình sẽ lấy được một phim arena.
Ok, xong rồi. Vậy là mình đã kết thúc clip được rồi đó. Còn mình còn 7 chặng em Chen Arena nữa. Em Chen Arena thì mình cũng để dành đá full xanh. Đây full sao rồi, bây giờ like còn 60 chắc cũng được. Đâu để coi. Để coi những con rồng của mình sao đây. Đâu bây giờ con sumo. Ôi con sumo của mình cũng đủ rồi, dư luôn nữa. 62, 116 và 60. Guardian dư nhiều lắm. Này cũng được luôn. Này thì mát rồi, con này thì mát rồi. Quay ra mát sao rồi. Ok. Ok, thôi mình sẽ up clip nha anh em.